Hôm nay thì đội em là có hai chị là chị Thanh Ngọc với chị Uyên Linh là đều hát rất là hay rồi. Thì ở đây hả, ngoài Khổng Tú Quỳnh và chị Linh Ly là cũng là ca sĩ chuyên nghiệp thì còn anh nghĩ là em, Ngọc cũng dạ, hay. Thì em là em sẽ chuyên trị những cái nốt cao đó, thì em nghĩ là anh cứ tập cho mấy chị mấy cái nốt thấp và nốt trầm nhất đi em. Dạ. Quảng em cao rồi. Dạ đó, mà. Quảng em cao rộng rồi nên anh cứ tập với mấy chị mấy cái nốt trầm trầm trước okay. đi. Thì Linh đã biết giọng của Lan Ngọc và chị Thanh Ngọc ở cái cửa phù hợp với bài Vì Sao. Linh sẽ hơi lo cho phần của Linh Ly một chút mà, bởi vì sợ là nhiều khi hát cao như vậy thì nó sẽ không nằm ở cái cửa đẹp của em ấy. Nhịp của Linh Ly nó riêng lắm, hát không theo quy định. Chui đi xa. Cũng tới chỗ này nữa. Xa, Linh nó muốn ngừng cỡ nào ngừng nha, anh chủ động anh vô cho em. Mà đứng lên sớm hơn Ngọc ơi. Lên sớm hơn xíu. Hàng cây bên đứng, đứng thì là đứng luôn. Đã rất lâu không có anh nơi này. Hàng cây vẫn đứng chờ anh.